Xin chào các bạn, trong bài hôm nay gãy theo hướng dẫn các bạn cách để in dữ liệu trên nhiều trang mà giữ nguyên được tiêu đề Giả sử ở đây mình có là doanh thu các ngày trong tháng 5 năm 2020 của các nhân viên từ nhân viên thứ 1 đến nhân viên thứ 200 ạ Đấy các bạn kéo xuống này Đấy, trong tháng 5 năm 2020 thì có các ngày từ ngày mùng 1 đến ngày các bạn kéo sang đây là có ngày 31 Bây giờ giả sử các bạn muốn in cái vùng dữ liệu này nhá các bạn có thể ấn Ctrl P hoặc các bạn vào thẻ file các bạn chọn print đấy như vậy ở đây có tất cả là 20 trang đúng không ạ? Các bạn chú ý nhé, riêng cái trang 1 này ấy, thì nó sẽ có cái vùng tiêu đề là nhân viên này, các cái ngày đầu tiên trong tháng và có cái cột là các cái thông tin là tên nhân viên đúng không ạ? Các bạn sang trang thứ hai các bạn thấy chưa? Lúc này nó đã mất cái phần tiêu đề ở trên này rồi. Đấy các bạn không biết nó là ngày nào cả. Tiếp theo các bạn bấm một vài trang nữa nhé. Thì lúc này diện nó còn mất cả cái nhân viên ở cái cột này cơ. Đấy các bạn không biết là đây là ngày mùng 8 tháng 5 và ngày mùng 9 tháng 5 đây nhưng mà các bạn không biết là doanh thu của các bạn nhân viên nào đấy bây giờ làm sao để khi mình in dữ liệu ấy, nó vẫn giữ nguyên được cái phần tiêu đề ở đây và cái cột nhân viên này thì mình làm như thế nào đấy các bạn sẽ vào cái thẻ page layout này các bạn chọn gì ạ? cái trong cái phần page setup này các bạn tích vào cái phần gì ạ? cái phần ô nhỏ nhỏ trong này đấy nó sẽ hiện cái trang page setup ra đây các bạn vào cái thẻ sheet này nhá đấy ở đây nó có hai cái tiêu đề là row to repeat to top tức là gì ạ? các bạn sẽ tích vào đây các bạn chọn cái hàng mà các bạn muốn nó lặp lại khi các bạn in nhé Nếu như giả sử các bạn muốn cả hàng 3 và hàng 4 thì các bạn sẽ giữ chuột trái các bạn bôi đen cả hàng 3 hàng 4 ở đây đấy lúc này ở đây nó gì ạ? Từ 3 đến 4 Nhưng nếu mình muốn chỉ là cái hàng 4 này thôi thì các bạn tích vào cái hàng thứ tư này nhé Đấy thì ở đây nó là 4, 2 chấm, đô la 4 Đấy Tương tự cái phần column to repeat các bạn tích vào đây và các bạn chọn cái cột bên này. Đấy. Bây giờ các bạn sẽ bấm print preview để các bạn xem thử nhé. Đấy. Các bạn thấy không? Vẫn là 20 trang nhé. Bây giờ các bạn sang cái trang thứ hai các bạn thấy chưa? Lúc này là gì ạ? Cái phần tiêu đề ở đây nó được lặp lại này. Đấy các bạn biết là rõ ở đây là bao nhiêu vẫn là ngày mùng 1, mùng 2 đến ngày mùng 7 đúng không ạ? Đấy, các bạn bấm next tiếp này. Đấy, sang trang thứ 8, thứ 9 chẳng hạn thế. Đây các bạn vẫn biết là nhân viên nào các cái ngày ở đây. Đấy các bạn thấy không rất là hay. Ví dụ mình vẫn đến cái trang cuối cùng là trang 20 nhá. Đấy các bạn thấy không? Trang 20 ở đây vẫn còn là gì ạ? Còn cái nhân viên ở đây và các cái ngày trong tháng năm ở đây. Đấy các bạn thấy không rất là hay ạ các bạn có thể đổi cái phần này trang in sang cái dạng in ngang đi thì nó sẽ in được nhiều ngày hơn đấy ví dụ mình sang cái trang một đi đấy lúc này nó sẽ in được từ ngày mùng 1 đến ngày 11 cơ đấy, các bạn có thể bấm x kép nhé để các bạn thoát thì ngoài ra nếu như các bạn không muốn in các cái tiêu đề này á tức là cái vùng in dữ liệu này mà các bạn chỉ muốn in cái thông tin này thôi đấy thì các bạn sẽ tích vào cái ô này các bạn giữ cần chôn ship và mũi tên sang phải đấy, các bạn giữ cần chôn ship và mũi tên xuống dưới tức là mình sẽ lựa chọn cái vùng in chỉ là cái vùng dữ liệu đấy thì các bạn làm như nào các bạn vào thẻ page layout này các bạn chọn gì print area các bạn chọn gì set print area đấy như vậy cái vùng mình bôi đen chỉ có từ nhân viên này đến cái dữ liệu cuối cùng thôi đấy mấy cái trên này nó sẽ không in nhá bây giờ các bạn sẽ vào thẻ file các bạn chọn gì print các bạn sẽ thấy này đấy các bạn thấy chưa lúc này không còn cái tiêu đề ở trên này nữa đấy nó chỉ có thông tin về ngày tháng này và các cái nhân viên ở đây thôi đấy, các bạn thấy không rất là hay ạ Lúc này các bạn in nhé, cái tiêu đề này đã được lặp lại rồi Trước khi kết thúc ấy, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn bỏ cái print area bằng cách gì ạ? Các bạn vào print area, các bạn chọn clear print area Đấy, bây giờ các bạn sẽ vào print này, các bạn in lại các bạn sẽ thấy này Đấy, lúc này là còn cái tiêu đề ở đây Ngoài ra nếu các bạn muốn bỏ cái phần repeat vừa xong ấy Repeat các cái tiêu đề hoặc các cái tên nhân viên thì các bạn làm như sau nhé Các bạn vào thẻ page layout Đấy, các bạn vào page setup này, các bạn tích vào cái ô nhỏ ở dưới này Đấy, các bạn vào sheet Sau đó các bạn xóa cái này đi, Đấy, các bạn xóa đi thì như vậy đã mất cái phần tiêu đề lặp lại rồi nhá. Đấy, trong trường hợp các bạn muốn bỏ cái phần tiêu đề này đi. Đấy các bạn thấy chưa? Lúc này đã không còn cái tiêu đề nữa. Ok, như vậy là mình đã kết thúc bài học ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất của gà cũng như chia sẻ để giúp mọi người cùng học Excel nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.